Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Ngâu Đô. Thì ngày hôm nay rỗi rãi thì em cũng nghịch một tí cùng các bác và anh em giải trí các bác nhé. Và cũng là để giải đáp một số thắc mắc là các bác và anh em dùng đẩy công suất lớn với loa công suất nhỏ có bị hỏng loa hay không, hay là các bác và anh em dùng đẩy để cái chiết áp của đẩy cao quá có gây hỏng loa hay không các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì em cũng dùng cái loa của Bluetooth hát mic ấy, cái mic của Bluetooth ấy. Đấy, em lấy hai cái loa và một cái côn mic để làm loa chép các bác nhé, để test cho bác và anh em nghe. Đấy thì khi các bác và anh em dùng đẩy đấy, hay là âm ly đấy, thì các bác và anh em chiết áp, các bác và anh em thường thì cứ để thấp này sợ nó cháy loa, cứ để cao này sợ nó cháy loa các bác nhé. Đấy thì ngày hôm nay em sẽ đẩy mắc volume cái đẩy này luôn. Đấy, mắc volume cái đẩy các bác nhé. Và con đẩy này nó sẽ chạy với hai chiếc loa của cái mic Bluetooth và một chiếc côn mic làm loa chép các bác nhé. Cái côn mic này làm loa chép tiếng rất hay các bác này. Đấy. Thì khi các bác và anh em sử dụng vang với đẩy đúng không ạ? Thì các bác và anh em để cái mức lượng của đường nhạc về 0 hay là về 1, về 2 để nhỏ nhất các bác nhé. Đấy thì khi các bác và anh em nâng nhạc lên đấy, thì các bác và anh em sẽ cảm nhận nghe bao nhiêu là đủ là các bác và em dừng lại. Đấy thì trên cái loa công suất nhỏ như này thì con đẩy em để mắc volume các bác nhé, mắc volume này. Và trên đường nhạc của con vang em để 10 là ok các bác này, nghe thoải mái luôn các bác nhé, nghe thoải mái luôn này. Thì khi em bán vang hay là bán nâng tiếng hay là bán mic hay là bán lọc xì cho bác và anh em, thì khi bác và anh em sử dụng âm ly hay là sử dụng cục đẩy thì các bác và anh em luôn luôn là để cái chiết áp này ở dưới 9 giờ. Đấy. Các bác và anh em để chiết áp như thế này nhá thì tiếng nó không bao giờ nó thoát được các bác ạ, không bao giờ thoát được. Đấy, thì nhiều các bác và anh em cứ bảo thủ, bảo là chiết áp này nếu mà lên cao quá thì nó sẽ gây cháy loa hay là hỏng loa. Cái chiết áp này các bác và anh em khi mà dùng vang nhé, thì các bác và anh em có thể là để mắc volume cho em cũng được. Đấy, nếu mà các bác và anh em dùng những chiếc đẩy xịn, đấy, linh kiện xịn, thì khi các bác và anh em lên mắc volume này thì nó sẽ không có độ sôi ra loa các bác nhé. Nhưng trường hợp thứ hai, nếu mà các bác và anh em dùng những cái dòng đẩy mới mà linh kiện nó kém, thì các bác và anh em lên volume cao như này thì nó sẽ có độ sôi ra loa các bác nhé. Thì các bác và anh em chỉ cần để cho em 12 giờ đến 1 giờ đến 2 giờ. Đấy. Cái chiết áp này nếu mà các bác và anh em càng đưa lên cao thì tiếng nó ra càng thoát, càng khỏe các bác ạ. Chứ nó không ảnh hưởng gì đến loa. Còn khống chế công suất thì nó nằm ở trên con vang quyết định các bác nhé. Trên con vang quyết định. Thì những dòng vang số, dòng vang cơ thì đa phần thì nó sẽ đều có cái hạn chế tín hiệu đầu vào. Đấy, chẳng hạn những dòng vang số thì các bác em có thể là muốn mở máy lên nó ở 0. Đấy, muốn mở máy lên nó ở 10, ở 20. Đấy là các bác và anh em hạn chế nó nhỏ nhất. Xong các bác và anh em sẽ nâng từ từ lên đúng không ạ? Thì nó sẽ không bao giờ nó hỏng loa đâu các bác ạ, không bao giờ nó hỏng loa. Chẳng hạn như những cái dòng vang cơ Azuli S980 này. Đấy thì đường sau của nó cũng có cái chiết áp để hạn chế tín hiệu đầu vào này các bác này. Đấy, hạn chế tín hiệu đầu vào đúng không ạ? Đấy thì các bác và anh em có thể là hạn chế ở cái chế độ đủ nghe, xong các bác và anh em có thể là nâng ở cái phần chiết áp đường trước của chiếc vang này lên thì các bác và anh em nghe đủ nghe là ok. Đấy, chứ còn nhiều các bác và anh em nhận những con vang về, đấy, các bác và anh em dùng âm ly hay cũng đẩy, các bác và anh em đưa cái volume này lên thì các bác và anh em chỉ sợ là
nó cháy loa, không thể nào cháy được các bác nhá, thoải mái luôn. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, em dùng cái loa này là loa công suất nhỏ nhất rồi. Đấy, nó dành cho cái mic Bluetooth mà các bác của anh em hay hát livestream đấy các bác nhá. Đấy, thì đây em để mức nhạc lên đến 10 của vang. Đấy, vẫn chạy ok, không cháy được các bác nhá, không cháy được đâu các bác ạ. Đấy, và cả cái tiếng mic đấy các, tiếng mic thì em để tầm 10 nhá, tiếng mic tầm 10. Alo, tiếng mic ok luôn. 1 2 4 5 6 7 7 lên 1 2 4 5 6 7 7 lên 1 2 4 5 6 7 7 lên 1 2. Đấy, thì khi mà các bác và anh em muốn thoát được âm thanh đấy, thì các bác và anh em phải để cái âm lượng của đẩy hay là âm ly qua 12 giờ cho em nhé. Đừng bao giờ để thấp quá nhiều, các bác và anh em hát nó sẽ không thoát được nhạc. Hoặc là khi các bác và anh em hát karaoke có tiếng mic nhưng mà tiếng nhạc nó sẽ bị nhỏ lại thì nó cũng là do cái này này các bác này. Các bác và anh em để thấp quá nhé, để thấp quá. Khi mà các bác và anh em hát karaoke thì các bác và anh em alo mạnh vào mic cái thì tự nhiên nhạc nó dìm mất xuống, là nó do nguyên nhân ở cái này để thấp này. Đấy, thì các bác và anh em phải để cao này cho em nhé. À, bây giờ em sẽ cùng test xem ở đến mức độ nào thì cái loa con này bị phá hủy các anh em. Đấy, bây giờ em sẽ thử đoạn nhạc sàn như nào. Đấy, xem đến mức độ nào nó phá hủy được cái loa Bluetooth và một cái côn mic. Thì cái côn mic này em làm loa chép, phải nói là rất hay. Côn này làm loa siêu chép rất hay các anh em. Đấy, bây giờ em sẽ âm lượng này, em để max volume này và em sẽ lên số ở trên vang xem nó đạt đến bao nhiêu thì nó phá hủy được cái loa này các bác nhá, phá hủy được cái loa này. Đây là đang là mức 10 các bác nhá, đang là mức 10. Đấy, để max volume. Chiếc loa đâu phải dễ đâu các bác. Đấy, max volume của dưới đẩy các bác nhá, max volume ở dưới đẩy mà trên vang đạt gần max volume thì nó mới phá hủy được hai cái loa này. Đấy, nó mới phá hủy được hai loa này các bác nhá. Đấy, thì cái thí nghiệm này cũng làm cái thí nghiệm vui vui cho các bác và anh em xem để các bác và anh em hiểu là để cái chiếc áp mà dưới đẩy hay âm ly làm sao cho nó hợp lý, làm sao cho nó hay nhất các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Các bác và anh em thấy video ok thì các bác và anh em cho Trần Hưng xin một nút like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.